bài toán nào hóa giải quyền lực của Tô Lâm. Sau khi đi Trung Quốc về, Tô Lâm chấp nhận nhả chiếc ghế chủ tịch nước. Giới thảo tin cho rằng có 3 ứng viên thay thế cho ông Tô Lâm ở ghế chủ tịch nước, đó là Lương Cường, đại tướng, thường trực ban bí thư; Phan Văn Giang, đại tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng; và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thượng tướng, trưởng ban tuyên giáo trung ương. Điều đáng nói cả 3 ứng viên đều là tướng quân đội. Trong quá khứ cũng từng có những tướng quân đội nhắm chức chủ tịch nước. Đấy là ông Lê Đức Anh. Ông Lê Đức Anh một thời là người có tiếng nói rất mạnh trong Bộ Chính trị. Nếu dựa vào quyền pháp định với chủ tịch nước, ông Lê Đức Anh không có quyền lực lớn đến thế. Quyền lực của ông có được là từ những mối quan hệ trong quân đội. Tiếng nói của ông trong Bộ Quốc phòng còn hơn cả Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, dù ông Linh là Bí thư Quân ủy Trung ương. Ngồi ở tứ trụ, muốn mạnh thì phải nắm được quân đội hoặc công an. Ông Nguyễn Phú Trọng nắm chắc Bộ Công an và giờ Tô Lâm cũng như thế. Nếu một trong 3 tướng quân đội lên làm chủ tịch nước, rất có khả năng họ sẽ có tiếng nói rất mạnh, chứ không như Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng trước đây. Trong 3 tướng quân đội, ông Phan Văn Giang đang có tiếng nói mạnh nhất. Theo một số ý kiến, thời gian gần đây, ông Phan Văn Giang liên tục có những động thái được cho là đi ngược lại với đường lối ngoại giao của ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm sang Bắc Kinh triều kiến, thì sau đó ông Phan Văn Giang lại có chuyến thăm Philippines và sắp tới là chuyến thăm Mỹ. Theo đó, thái độ của ông đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được cho là khá rõ ràng, và có lẽ trong 3 ứng viên trong chiếc ghế chủ tịch nước, ông Phan Văn Giang mới đủ khả năng tỏ thái độ như thế. Sức mạnh của tướng Lương Cường và tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đang là một ẩn số. Ông Lương Cường được đánh giá là người thứ nhì có sức ảnh hưởng trong quân đội, chỉ sau tướng Phan Văn Giang. Điều quan trọng là ông Lương Cường mới rời Bộ Quốc phòng nắm ghế thường trực ban bí thư cách đây chỉ có hơn 3 tháng. Tức là những mối quan hệ của ông trong quân đội vẫn chưa nhạt theo thời gian. Riêng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được cho là yếu nhất trong 3 tướng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa ra khỏi quân đội, nắm chức trưởng ban tuyên giáo trung ương tới năm 2021. Với lại khi còn ở trong Bộ Quốc phòng, ông Nghĩa là cấp phó của tướng Lương Cường. Hầu hết những mối quan hệ trong quân đội, ông Nghĩa đứng sau lưng ông Lương Cường. Nếu ông Phan Văn Giang ngồi ghế chủ tịch nước, đây là kịch bản không mong muốn với ông Tô Lâm. Bởi những gì ông Phan Văn Giang có được có thể cân bằng quyền lực với ông Tô Lâm bằng công thức tứ trụ cộng quân đội. Còn Tô Lâm thì có tứ trụ cộng công an. Đáng nói là ông Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục 2, là người cùng hội cùng thuyền với tướng Phan Văn Giang. Tướng Hùng đã bảo vệ bí mật vụ IAC cho ông Phan Văn Giang lẫn ông Phạm Bình Chính. Nếu ông Lương Cường hoặc Nguyễn Trọng Nghĩa ngồi vào ghế chủ tịch nước, sức mạnh không như tướng Giang cho được, bởi sức mạnh ảnh hưởng hai người này trong quân đội không bằng ông Phan Văn Giang. Tuy nhiên, nếu người này bỏ qua mâu thuẫn mà bắt tay với Phan Văn Giang, thì công thức tứ trụ cộng quân đội vẫn được đảm bảo. Giờ đây muốn cân bằng quyền lực với Tô Lâm thì chỉ có quân đội mới làm. Trong quá khứ chưa có hai nhóm quyền lực tứ trụ quân đội hoặc tứ trụ công an tồn tại song song. Tuy nhiên, nếu quân đội đoàn kết thì họ hoàn toàn có thể tạo nên một nhánh cân bằng với nhánh Tô Lâm đang làm chủ. Từ đây đến Hội nghị Trung ương lần thứ 10 chỉ khoảng 1 tháng nữa, liệu quân đội có sắp xếp được thỏa thuận với nhau để đảm bảo hình thành nhóm quyền lực mới hay không? Quân đội đã không đoàn kết để Tô Lâm vượt lên và giờ đây họ cần phải ngồi lại. Bộ Chính trị đã bị Tô Lâm nắm thóp. Nếu quân đội không thống nhất thì có thể nói họ sẽ chẳng có cơ hội nào tốt hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay, bài toán nào hóa giải quyền lực của Tô Lâm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de. Cho con theo Tây học nhưng lùa đất nước vào tay Trung Quốc, Tô và Đảng muốn gì? Thời chiến tranh, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam cho con cái đi du học tại Liên Xô và Đông Âu. Họ đẩy dân ra chiến trường, làm nên cái gọi là thành quả cách mạng, để những người đi du học ở châu Âu về hưởng. Việc dùng dân làm công cụ nhưng lại che giấu dưới những danh nghĩa cao cả, với những khẩu hiệu lừa mị, dân bỏ mạng để lại quang vinh dành cho quan chức và đảng. Sang thời kỳ đổi mới, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống Đông Âu đã tạo điều kiện cho giới quan chức cộng sản nhận thức được rằng nền giáo dục Âu Mỹ vượt trội hơn hẳn so với Liên Xô và Trung Quốc. Vậy là hàng loạt quan chức đã quay xe cho con cái du học Âu Mỹ bằng tiền tham ô, khi về nước thì được dọn sẵn cỗ với những chức cao quyền trọng để mà tiếp tục tham nhũng. Ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đầu tiên công khai đưa con sang Âu Mỹ du học. Tiếp theo, hàng loạt quan chức ở noi gương cũng cho con đi du học ở phương Tây. Ông Trần Đức Lương cho Trần Tuấn Anh đi du học cùng thời gian với Nguyễn Thanh Nghị, nhưng kín đáo hơn. Nguồn tiền tham nhũng thì là vô hạn, nên quan chức đua nhau cho con cái du học Âu Mỹ mà chẳng cần bận tâm đến chi phí đắt đỏ làm gì. Mặc dù được giấu giếm rất kỹ, nhưng Vương Hà My, con gái của ông Vương Đình Huệ, cũng bị lộ chuyện du học tại Mỹ. Tô Long và Tô Linh Hương, con của Tô Lâm, thì được cho đi du học ở Mỹ và Anh cực kỳ tốn kém. Tô Long hiện đang được Tô Lâm sắp xếp cho một ghế giám đốc công an Hải Dương vào thời gian tới để thừa hưởng thành quả của bố về sau. Tuy cho con cháu du học tại Âu, Mỹ, nhưng những lãnh đạo cấp cao của đảng lại chọn Trung Quốc là nơi nương tựa cho sự nghiệp chính trị của họ. Họ chọn Trung Quốc để bảo vệ sự độc quyền cai trị của đảng. Với sự độc quyền cai trị này thì họ mới được ăn trên ngồi chốc, hưởng hết thành quả mà 100 triệu người dân Việt Nam từ Bắc đến Nam phải vất vả mới làm ra. Đường lối ngoại giao của các đời Tổng Bí Thư đều rất rõ, đấy là bắt tay hợp tác với Mỹ về kinh tế để kiếm tiền đô la, nhưng về chính trị thì lại ôm chân tàu để quyền cai trị được đảm bảo. Việc ôm chân tàu qua nhiều thế hệ lãnh đạo khiến cho Việt Nam mất rất nhiều cơ hội bứt phá. Nền kinh tế không thể trở thành kinh tế thị trường đúng nghĩa khi vẫn duy trì sự độc đoán của một đảng lãnh đạo. Việt Nam cũng mất đi cơ hội hòa nhập bởi các nền kinh tế lớn vẫn rất dè chừng, không chịu công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Còn về giáo dục thì có thể nói là vô cùng thảm hại, vì nền giáo dục theo ý chí của đảng hiện nay vô cùng thối nát. Một kẻ không có bằng cấp 3, dù chỉ là cấp 3 bổ túc văn hóa cũng được trao bằng tiến sĩ. Nguyên nhân là do sự can thiệp của quyền lực vào giáo dục, những sinh viên nỗ lực học tập vất vả, nhận bằng thật thì ra trường lại phải chạy xe ôm kiếm sống. Nền giáo dục thối nát khiến rất nhiều người thà chọn con đường xuất khẩu lao động, làm việc chân tay ở nước ngoài, còn có tương lai hơn là học đại học trong nước. Sự mất mát vì đường lối chính trị thân tàu là vô cùng to lớn, không thể thống kê cho hết được. Giờ đây Tô Lâm lại sang Bắc Kinh để thuần phục, để được tiếp tục bóc lột từ 100 triệu người dân, dù bản thân ông cho con đi Tây học, để có nền giáo dục tệ hại của đảng ông tạo ra thì người dân lại phải lĩnh đổ. Rõ ràng các thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã và sẽ mang tương lai đất nước đem đi bán. Họ bán với cái giá rẻ mạt, đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn để nuôi con ăn học, hưởng thụ nền văn minh phương Tây. Trong khi họ lại dùng quyền lực để cấm tiệt những sản phẩm giáo dục, chính trị của phương Tây ở Việt Nam. Đất nước này mãi tăm tối một khi vẫn còn Đảng Cộng sản cai trị. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin ngày hôm nay: cho con theo Tây học nhưng lùa đất nước vào tay Tàu, Tô và Đảng muốn gì đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de